Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 1 tháng 5 thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, chiếc smartphone Realme X sắp được ra mắt vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Sau khi được thử nghiệm với ứng dụng Geekbench đã cho thấy máy sẽ sở hữu con chip Snapdragon 710 SoC của Qualcomm. Thật ngạc nhiên bởi trên thực tế thì một sản phẩm khác của nhà sản xuất này có tên là Realme X Lite cũng sẽ xuất xưởng cùng loại chip này. Theo danh sách Tantana thì cả hai chiếc điện thoại này đều sử dụng con chip Snapdragon 710, hệ điều hành ColorOS 6 cùng bộ nhớ có dung lượng như nhau. Snapdragon SoC System on a Chip hay là nền tảng di động theo cách gọi của Qualcomm là những con chip phổ biến bậc nhất trên thị trường smartphone Android hiện nay. Ngoài ra thì Geekbench cũng tiết lộ rằng Realme X sẽ có RAM 8GB, tuy nhiên trên Tena thì lại nói rằng lại là 4GB thôi. Và sự khác biệt này có thể hé lộ một phiên bản biến thể thứ 3 của dòng sản phẩm này với RAM 6GB. Và theo GSM Arena thì Realme X sẽ có màn hình AMOLED chiếm tới là 91,2% mặt trước của thiết bị. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất Realme cũng đã khẳng định rằng camera của họ, tức là camera chụp selfie có thể hoạt động 200.000 lần. Và mặt lưng của máy sẽ có camera kép xếp dọc với độ phân giải là 48 và 5 megapixel, còn cảm biến vân tay sẽ được tích hợp trong màn hình cùng với viên pin là 3680 mAh, sạc nhanh Vox 3.0 và độ dày sẽ là 9,4 mm cùng với giao diện ColorOS 6.0. Các bạn thân mến, mới đây thì Viettel cùng Ericsson đã tiến hành thử nghiệm cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam với tốc độ kết nối lý thuyết với thiết bị đầu cuối đạt từ 1.5 đến 1.7 Gbps. Và chiếc Oppo Reno được đem ra thử nghiệm và đạt được tốc độ thực tế đạt khoảng 654 Mbps, tức là tương đương khoảng 81,75 Mbps. Trước đó thì Oppo Reno đã vượt qua các thử nghiệm CE 5G để thực hiện cuộc gọi Spartan International. Cơ quan kiểm tra dịch vụ toàn cầu đã được CTC cấp chứng chỉ 5G CEE. Và thiết bị này cũng là smartphone 5G kết hợp 3 tầng đa chế độ đầu tiên được CTC phê duyệt. Và máy sẽ duy trì các lợi thế của băng tần cũ, kết hợp thêm nhiều băng tần mới và băng thông mở rộng hơn để có thể áp dụng được trên phạm vi rộng hơn và phù hợp với nhiều quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó thì Reno 5G của Oppo đạt chứng nhận CE cho thấy là máy có đủ yêu cầu thiết yếu của thị trường khó tính bậc nhất thế giới từ châu Âu. Và máy sẽ đảm bảo sự tương thích điện tử, sức khỏe cũng như là độ ổn định. Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua thì Oppo Reno 5G cũng đã trở thành chiếc smartphone 5G thương mại đầu tiên tại châu Âu. Oppo thì đang dần trở thành thương hiệu tiên phong trong việc cập nhật những nền tảng công nghệ mới, tiên tiến và bắt kịp xu hướng của thế giới. Khi mạng 5G bắt đầu được triển khai thì ngay lập tức Oppo đã đưa ra một sản phẩm mới và đạt được các tiêu chuẩn quan trọng để thâm nhập vào các thị trường lớn như châu Âu và sắp tới sẽ có cả Việt Nam. Các bạn thân mến, theo một tin đồn chưa xác nhận từ trang Microsoft thì bản cập nhật iOS 13 dự kiến sẽ được ra mắt tại WWDC diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây sẽ không hỗ trợ một số mẫu iPhone đời cũ bao gồm iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE. Rõ ràng điều này đồng nghĩa với việc là chỉ có những người dùng iPhone 6S và 6S Plus trở lên mới có cơ hội trải nghiệm hệ điều hành mới nhất của Apple. Ngoài iPhone thì cũng có hai mẫu iPad cũ không được cập nhật iOS 13, bao gồm iPad Air và iPad Mini 2. Đây ít nhất là lần thứ hai mà chúng ta nghe thấy những tin đồn này trong năm nay. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều nghi ngờ vì một vài lý do. Đầu tiên là iPhone SE sử dụng con chip Apple A9 với iPhone 6S và iPad thế hệ thứ 5. Do đó có vẻ như không nhất quán nếu như iPhone SE bị bỏ rơi, thế nhưng hai thiết bị sau vẫn được hỗ trợ. Có giả thuyết cho rằng Apple đang muốn ngừng hỗ trợ đối với các thiết bị iOS có màn hình 4 inch, bao gồm iPhone 5S và iPhone SE. Mặc dù vậy thì giả thuyết này lại một lần nữa không nhất quán vì iPod Touch thế hệ thứ 6 vẫn còn được cập nhật lên iOS 13 cơ. Và tin đồn này sẽ rất có ý nghĩa nếu như nó là đúng. Tuy nhiên với iPhone 6 hay là 6 Plus là những thiết bị cực kỳ phổ biến trên thị trường hiện nay vẫn còn nằm trong tay của hàng triệu người dùng. Thì trong khi đó với iPhone SE thì vẫn luôn được người hâm mộ yêu thích mặc dù nó được ra mắt cách đây hơn 3 năm rồi, tức là vào tháng 3 năm 2016. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.